Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Hiếu, 18 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 14 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, từ đầu tháng 2, thông qua mạng xã hội, bị cáo Hiếu đã nhiều lần mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch để về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời. Tối ngày 18 tháng 2, Hiếu bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Cẩm Lệ bắt quả tang khi chuẩn bị giao ma túy. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà riêng của Hiếu, lực lượng chức năng phát hiện một hộp giấy có chứa 223 viên thuốc lắc, khoảng 30 gram ma túy dạng ketamin, 30 gram ma túy đá cùng nhiều dụng cụ liên quan dùng để phân chia và sử dụng ma túy. Trước hội đồng xét xử, Hiếu khai nhận vì không có việc làm, lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài nên móc nối một đối tượng trên mạng xã hội để lấy ma túy về bán. Hiếu thường liên hệ được cung cấp ma túy cho dân chơi tại các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Sau phiên xét xử, bị cáo Hiếu đã thành khẩn khai báo và hối hận về hành vi phạm tội của mình.